tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa rồi vào Gành Đá. Như thường lệ, vào dịp cuối năm, Quân chủng Hải quân trực tiếp là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức đoàn công tác kiểm tra, thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa. Phát biểu tại lễ tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu khẳng định đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và rất quan trọng, thể hiện trách nhiệm chính trị cao cả, nghĩa vụ thiêng liêng đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những công hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nói chung và cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân nói riêng đối với chủ quyền thiêng liêng của quần đảo Trường Sa. Cùng tiễn đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng 4 bày tỏ tin tưởng các cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ mới tại quần đảo Trường Sa sẽ luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề nghị các đoàn tàu công tác ra thăm, chúc Tết quần đảo Trường Sa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây là chuyến tàu đặc biệt chở những con người ưu tú nhất, những ra làm nhiệm vụ thiêng liêng nhất để canh giữ bảo vệ chủ quyền tuyến đầu của Tổ quốc, đúng vào dịp cả nước chuẩn bị đón mùa xuân mới, xuân Nhâm Dần 2022, thì lại càng tôn vinh niềm tự hào, sự khát khao cống hiến, sự hy sinh cao cả của những cán bộ chiến sĩ và quân dân huyện đảo Trường Sa, sẵn sàng gác lại mọi riêng tư gia đình để lên đường làm nhiệm vụ cao cả, rất đỗi thiêng liêng và hết sức tự hào để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, để nhân dân vui hưởng một mùa xuân trọn vẹn. Đi trên 4 con tàu chở quà xuân ra Trường Sa lần này còn có đông đảo các tân binh, cán bộ sĩ quan xung phong ra các đảo. Họ đều có chung lý tưởng cống hiến sức lực cho biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Xúc động và tự hào khi lần đầu ra Trường Sa công tác, bác sĩ Nguyễn Cao Vinh của Bệnh viện Quân đội 108 cho biết: Tôi rất tự hào và vui mừng khi nhận nhiệm vụ mới tại quần đảo Trường Sa lần này là bác sĩ lãnh đạo sống từ Tây. Tôi và anh em sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao, đó là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Bốn tàu hải quân 561, 571, KN-490 và KN-491 vừa rời quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, mang theo hàng trăm tấn hàng hóa, thực phẩm vào quà Tết. Ngoài nhu yếu phẩm, thực phẩm thường ngày, còn có cây quất, cành mai, lá rong, gạo nếp, thịt lợn, gà, bánh mứt kẹo, là hương vị Tết mà người dân cả nước gửi gắm cho quân và dân của đảo Trường Sa, là cả tấm chân tình của đất liền, máu cán bộ chiến sĩ nơi đảo ta, muốn bể sóng vỗ, tự đón xuân Nhâm Dần 2022, sung túc đủ đầy. Dự kiến hành trình tới các điểm đảo của đoàn công tác sẽ kéo dài trong khoảng 20 ngày.